Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 7 Quốc hội thảo luận tại hội trường về luật lưu trữ sửa đổi. Cháy nhà trọ ở Trung Kính làm 14 người tử vong, Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân. Lô hàng quế đầu tiên xuất khẩu sang Dubai, những tín hiệu vui. Phòng chống nắng nóng cho thủy sản. Tin thế giới, Hàn Quốc hỗ trợ 19 tỷ đô la Mỹ cho ngành sản xuất chip. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 24 tháng 5, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự thảo luật lưu trữ sửa đổi. Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng. Buổi sáng Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật lưu trữ sửa đổi, đồng thời tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật lưu trữ sửa đổi và giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm. Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ và dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Trước phiên họp, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 14 người thiệt mạng và một số người bị thương. Sau khi xảy ra vụ cháy nhà dân tại đường Trung Kính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, làm nhiều người tử vong, sáng nay ngày 24 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp có mặt kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã làm 14 người tử vong, 3 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Trong số 3 người bị thương có 2 người đã qua cơn nguy kịch, một trường hợp nặng nguy kịch đang điều trị hồi sức. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các lực lượng chức năng đã cứu nạn được 7 người. Chia sẻ những mất mát đau thương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục hậu quả. Đồng thời yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có, theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Lào Cai đã giải ngân được 1.772 tỷ đồng tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024, đạt tỷ lệ 31% và nằm trong top đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này. Tỉnh đã giải ngân 1.499 tỷ trên 3.893 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương, đạt tỷ lệ 39%. Tuy nhiên, vốn ngân sách trung ương, tỷ lệ giải ngân mới chỉ đạt 8%. Tỉnh đang chỉ đạo với các dự án đã quyết toán và hoàn thành đưa vào sử dụng, khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn đã giao, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu theo đúng quy định với dự án chuyển tiếp. Riêng các dự án khởi công mới cần hoàn thiện hồ sơ xây dựng phương án phân bổ vốn trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân thường lệ. Trong năm nay, tỉnh có 15 trên 17 dự án có nguồn vốn của Trung ương bắt buộc phải hoàn thành đưa vào sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, 36 tấn quế ống sáo đầu tiên của Lào Cai vừa được xuất khẩu sang Dubai, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là tín hiệu vui mở ra triển vọng để quế Lào Cai, một trong những ngành hàng nông sản chủ lực vươn xa, từng bước khẳng định thương hiệu ở những thị trường giàu tiềm năng nhưng cũng rất khắt khe về chất lượng sản phẩm. Dù mới chỉ là đơn hàng đầu tiên chào sản phẩm, nhưng doanh nghiệp này cho biết đây là thị trường rất giàu tiềm năng, có nhu cầu tiêu thụ rất lớn các sản phẩm từ quế. Đặc biệt, quế Lào Cai có hàm lượng tinh dầu cao, hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chí về chất lượng, an toàn thực phẩm để xuất khẩu sang thị trường khó tính. Bởi vì tất cả mọi chỉ tiêu phân tích đều đạt hết, mà trong khi là quế ở Lào Cai của mình, rất là ok. Xuất khẩu này nó là phục vụ ăn uống, nó là bền vững và nó rất là có tương lai. Và số lượng xuất đi có thể là không hạn chế, nếu như mình đảm bảo được chất lượng nhé. Quế được doanh nghiệp thu mua trực tiếp của người dân theo hợp đồng ký kết. Tại đây, hàng trăm lao động địa phương sẽ tiến hành các công đoạn đủ điều kiện để đem đi xuất khẩu.
Những thanh quế sáo sau khi được thu mua của người dân sẽ được đem về đây để phân loại, sơ chế và đóng gói dán ra bao bì. Việc xuất khẩu cái sản phẩm này sẽ hứa hẹn nâng cao được cái giá trị sản phẩm từ quế của Lào Cai, đồng thời tạo ra công ăn việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương. Ngày nào chúng tôi cũng có công việc đều đều thế này. Bây giờ thì chúng tôi cũng già rồi nhưng mà có công ty tạo công ăn việc làm cho chúng tôi thì chúng tôi cũng thấy rất vui vẻ. Còn công việc thì cũng không vất vả lắm. Cũng trong năm nay, doanh nghiệp này tiếp tục ký kết thêm một số đơn hàng lớn trị giá gần 100 tỷ đồng cho kế hoạch xuất khẩu quế ống sáo sang Dubai. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng đang gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô sản xuất do thiếu vốn, thiếu mặt bằng. Hiện đơn vị đang phải thuê mặt bằng trong khu công nghiệp với giá cao. Tạo điều kiện giúp đỡ cho doanh nghiệp hai vấn đề. Thứ nhất là vốn vay đầu tư ban đầu để xây dựng nhà xưởng và vốn lưu động sản xuất. Cái thứ hai là về mặt bằng sản xuất thì cũng xin các cấp chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ cho doanh nghiệp bổ trì một khu đất để xây dựng nhà xưởng, bởi vì là cái này là nhìn về lâu về dài. Lào Cai hiện có gần 60.000 hecta quế tập trung tại các huyện như Bảo Yên, Bảo Thắng, Bắc Hà, Văn Bàn. Thực tế minh chứng cây trồng này cho giá trị kinh tế cao, đem lại thu nhập tốt cho hàng nghìn hộ dân. Tuy nhiên, thời gian qua đầu ra sản phẩm từ quế không ổn định khiến nhiều người trồng lo lắng. Bởi vậy, được xuất khẩu sang thị trường khó tính là tín hiệu vui không chỉ với doanh nghiệp mà rất thiết thực đối với nông dân, những người đã hàng chục năm nay gắn bó với cây trồng này. Tiếp theo là thông tin về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, bước vào những ngày đầu nắng nóng, nhu cầu mua các loại máy ép trái cây, máy xay sinh tố của khách hàng tăng cao. Tại các siêu thị, cửa hàng, đơn vị kinh doanh trên địa bàn thành phố, rộn ràng chạy chương trình khuyến mãi, giảm giá với đa dạng hình thức. Bên cạnh việc chuẩn bị nguồn cung dồi dào đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Tùy vào nhu cầu sử dụng, giá cả mà người tiêu dùng có thể lựa chọn cho mình chiếc máy ép trái cây, máy xay sinh tố phù hợp. Cụ thể, máy xay sinh tố đơn năng có cấu tạo đơn giản, chỉ bao gồm một phần đế và một cối với một lưỡi dao các hãng như SmartCook, Kangaroo, Media, giá từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng một sản phẩm. Các loại cao cấp hơn như Sunhouse, Panasonic giá từ 1.200.000 đồng đến 2.500.000 đồng một sản phẩm. Máy ép trái cây bao gồm hai loại máy ép nhanh và máy ép chậm. Máy ép nhanh giá từ 500.000 đồng đến 900.000 đồng một sản phẩm. Các loại máy ép chậm có công dụng tối ưu hơn, giá thành cũng cao hơn, giá từ 1.500.000 đồng đến 4 triệu đồng một sản phẩm. Cùng với đó, máy làm sữa hạt cũng khá được ưa chuộng như Bluestone, Sunhouse, Tefal, giá từ 1 triệu đến gần 5 triệu đồng một chiếc. Sản phẩm miến đao sâm do Hợp tác xã Minh Phúc, địa chỉ tại Tổ 11, thị trấn Bát Sát, nghiên cứu sản xuất từ năm 2018, vừa được Cục Công Thương địa phương chứng nhận là một trong 126 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2024. Với nguyên liệu là bột củ đao giềng và nước ép củ hoàng sinco, trung bình mỗi năm Hợp tác xã Minh Phúc bán ra thị trường từ 10 đến 12 tấn miến đao sâm. Đây cũng là sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của huyện Bát Sát, đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể. Sản phẩm miến đao sâm được công nhận là sản phẩm tiêu biểu giúp khơi dậy tiềm năng phát triển, góp phần quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ao nuôi cao dễ dẫn đến đàn thủy sản bị thiếu oxy, có thể chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Vì vậy, các biện pháp phòng chống nắng nóng cho thủy sản được các hộ chăn nuôi ở huyện Bảo Thắng chú trọng triển khai sớm. Vụ hè năm ngoái, sau một thời gian nắng nóng và khô hạn kéo dài, ao cá của gia đình ông Phìn bị thiếu nguồn nước, cá chết một loạt. Tạm dừng thả cá một thời gian, ông ra cố lại bờ, dẫn nguồn nước từ khe núi xuống ao để thường xuyên có nguồn nước dẫn lưu. Thả nước cá chết mới, ông lắp đặt thêm hệ thống sục tạo oxy, phòng đàn cá bị sốc nhiệt do nắng nóng. Nó bơi lên trên mặt nước ấy, là trước khi mình phải lấy sục, tuổi là mình phải cái đôi lần, đôi ba lần, 4 giờ sáng
Đó là 12 giờ đêm. Có hai ao thả cá khá rộng và cũng từng bị thiệt hại do nắng nóng. Để bảo vệ đàn cá trong mùa hè này, cách làm được ông Hạnh và các hộ chăn nuôi thủy sản ở xã Trì Quang áp dụng là giảm bớt lượng thức ăn cho cá và theo dõi chặt chẽ nguồn nước tại mỗi ao nuôi. Trên 40 độ C là mình cho ăn ít. Trời giỏi giỏi thì cá không ăn là mình phải cắm sục. Cắm sục để cho cá nó khỏe, mạnh, nó mới ăn được. Thiếu oxy là cá chết. Bảo Thắng hiện có trên 850 ha mặt nước nuôi thủy sản, trong đó khoảng 50% diện tích chăn thả theo hình thức công nghiệp và bán công nghiệp. Tuy nhiên, chăn thả cá theo hình thức công nghiệp sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi nắng nóng kéo dài. Vì vậy, chủ động các biện pháp bảo vệ được coi là giải pháp hữu hiệu nhất. Giảm tải cái lượng thức ăn cá công nghiệp để cho con cá nó có được cái sức khỏe. Bên cạnh đó thì bổ sung thêm một số các cái điện giải, vitamin, đặc biệt là đối với cái nguồn nước để cung cấp vào các hệ thống ao thì cũng phải chia sẻ tận dụng, tránh thất thoát nguồn nước để duy trì cái việc nuôi chăn nuôi thủy sản. Với những biện pháp đã và đang thực hiện, huyện Bảo Thắng hy vọng sẽ khai thác hiệu quả 859 ha mặt nước, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt cao mục tiêu tổng sản lượng 4.000 tấn thủy sản của năm nay. Từ đầu tháng 4 đến nay, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã tiếp nhận và điều trị cho 16 bệnh nhi mắc viêm não. Theo các bác sĩ, khoảng 70% các bệnh nhi bị mắc bệnh viêm não đã và đang điều trị sẽ phải gánh chịu di chứng của bệnh. Bệnh viêm não thường gặp ở trẻ từ 6 tháng đến 10 tuổi. Do bệnh không có triệu chứng điển hình nên nhiều phụ huynh thường không nắm rõ, dẫn đến cho trẻ nhập viện điều trị khi bệnh đã trở nặng. Nguyên nhân gây bệnh viêm não là do muỗi mang virus đốt. Để phòng bệnh, cha mẹ cần thực hiện vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, loại bỏ nơi trú ẩn của muỗi. Khi trẻ ốm, cần đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, hỗ trợ điều trị. Thưa quý vị, trong phần tin chính sách hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp một số lỗi vi phạm người điều khiển xe ô tô thường mắc và mức phạt quy định tại Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123 năm 2021 của Chính phủ. Vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở, phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng. Vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h, phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h, phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Nếu gây tai nạn giao thông thì sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Nông dân Thanh Hà mất mùa vụ vải năm nay. Olympic Paris 2024 sử dụng giường bìa cứng. Tỉnh Thanh Hóa có số lượng móng cột néo dự án đường dây 500 kV mạch 3 nhiều nhất. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản đã hoàn thành bàn giao để thi công. Toàn bộ 299 vị trí móng cột đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, 120 khoảng néo đã đạt trên 87%. Tại các điểm thi công, nhà thầu, đơn vị thi công đang tăng ca để về đích theo kế hoạch. Các địa phương tập trung quyết liệt đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 qua tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích cần bàn giao khoảng 13 ha. Thanh Hóa cam kết đến trước ngày 30 tháng 5 sẽ bảo đảm toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến sạch và đủ điều kiện cho đơn vị thi công thực hiện dự án. Thưa quý vị, những ngày qua, nông dân vùng trồng vải Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã bắt đầu thu hoạch vải chín sớm, cung cấp ra thị trường. Không như mọi năm, năm nay phần lớn diện tích vải chín sớm của Thanh Hà bị mất mùa, sản lượng chỉ ước đạt từ 40 đến 50%. Vải chính vụ cũng giảm sản lượng so với năm trước.
Gia đình bà Phạm Thị Nhã đã có kinh nghiệm trồng vải trên 30 năm. Trong vườn vải của bà có khoảng 50 gốc vải sớm. So với năm ngoái, sản lượng vải chín sớm năm nay chỉ bằng khoảng 20%. So với mọi năm là năm nay mất mùa, chỉ được độ 20%. Còn gia đình ông Lê Bá Phúc cũng có gần 200 gốc vải lâu năm đang cho thu hoạch. Năm nay vườn vải của gia đình ông thất thu nặng khi sản lượng thu hoạch ước chỉ được khoảng 10% so với những năm trước. Khả năng nó do thời tiết nó ưu đãi thì mới được. Ví dụ như là thời tiết mà nhiệt độ nó dỗ khoảng độ 20-25 độ thôi. Thế và trời khô ráo, có tí gió đông thì càng đẹp. Như nhà tôi là vào cái đợt gió nổ, tỷ lệ độ quả rất ít. Nhiều thương lái thu mua vải xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và tiêu thụ trong nước đã đến tận vườn để thu mua vải cho người dân. Nhưng lượng vải năm nay thu mua không được nhiều. Số lượng vải năm nay so với mọi năm chắc được 15-20% đâu, không có nhiều đâu. Thì mọi năm tầm này mà tôi thu thì một ngày đấy thu 3-4 tấn, năm nay một ngày thu được có 5-6 tấn. Năm nay thì có thời tiết cũng không thuận lợi, mưa thì là ít, nên là cái lượng hoa vải năm nay là rất ít. Đặc biệt là cái vải muộn, vải muộn nên thì năm nay gần như là mất mùa, đạt tỷ lệ chỉ 10-20% thôi. Sản lượng vải sớm, vải chính vụ và cả vải chín muộn của huyện Thanh Hà năm nay ước tính thu hoạch chỉ khoảng trên 22.000 tấn, bằng 50% sản lượng của năm ngoái. Nguồn thu của người trồng vải Thanh Hà sẽ giảm sút mạnh trong năm nay. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Anh Sunak thuộc Đảng Bảo thủ cầm quyền và đối thủ Starmer thuộc Công đảng đối lập đã khởi động chiến dịch tranh cử của hai đảng một ngày sau khi thời điểm cuộc tổng tuyển cử đã được ấn định là vào ngày 4 tháng 7 tới đây. Phát biểu với cử tri ở miền Trung vùng England, Thủ tướng Sunak cho rằng nền kinh tế Anh đang vượt qua giai đoạn khó khăn và ông có kế hoạch giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ông Sunak cũng cho biết những chuyến bay đầu tiên chở người di cư trái phép đến Rwanda sẽ không diễn ra trước cuộc bầu cử. Trong khi đó, phát biểu với cử tri tại Đông Nam vùng England, ông Starmer, lãnh đạo Công đảng đối lập, khẳng định muốn đổi mới, tái thiết và khôi phục nước Anh. Ông tập trung vào những rào cản vô hình ngăn cản nhiều người cải thiện cuộc sống của mình. Được biết, hiện Công đảng đang dẫn trước Đảng Bảo thủ khoảng 20%. Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh trong đó nêu rõ phương hướng hành động nếu Mỹ tịch thu và sử dụng bất kỳ tài sản nào của Moscow. Theo sắc lệnh, Nga sẽ xác định các loại tài sản tài chính của Mỹ có thể được dùng để bồi thường cho những tổn thất từ việc tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa ở Mỹ. Những loại tài sản này gồm chứng khoán đã được niêm yết, bất động sản, tức là tài sản di rời được, và quyền sở hữu. Thẩm quyền xác định loại tài sản nói trên sẽ thuộc về một ủy ban của chính phủ Nga. Còn việc đưa ra quyết định bồi thường sẽ thuộc về thẩm quyền của tòa án. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo nước này sẽ có hành động đáp trả nếu Liên minh châu Âu có kế hoạch sử dụng các tài sản của Nga mà khối này đã đóng băng. 16.000 tấm nệm và những chiếc giường đặc biệt vừa được chuyển đến làng Olympic ở ngoại ô thủ đô Paris, Pháp. Ban tổ chức Thế vận hội cho biết, loại nệm và giường đặc biệt này được thiết kế phù hợp với hình thể của tất cả vận động viên, dù là võ sĩ quyền Anh hạng cân 140kg hay vận động viên điền kinh chỉ nặng 40kg. Những chiếc giường dành cho vận động viên Olympic và Paralympic Paris năm nay do công ty của Nhật Bản, đối tác chính thức của Olympic, cung cấp. Điểm đặc biệt ở đây là chân giường làm từ giấy bìa cứng tái chế. Song theo nhà sản xuất, chúng rất chắc chắn có thể chịu được trọng lượng của một người nặng đến 200kg. Việc lựa chọn giấy bìa cứng làm vật liệu chính cho giường ngủ không chỉ phù hợp với tiêu chí sinh thái mà còn là một phần trong nỗ lực giảm thiểu lượng khí thải carbon của Olympic Paris năm 2024. Tổng thống Hàn Quốc đã công bố gói hỗ trợ ngành sản xuất chip trị giá 26.000 tỷ won, tương đương 19 tỷ đô la Mỹ, nhằm củng cố lĩnh vực thiết yếu này trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng. Theo đó, kế hoạch sẽ bao gồm các chương trình hỗ trợ tài chính, sáng kiến nghiên cứu và phát triển, cũng như hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các nhà sản xuất, nhà cung ứng vật liệu và các công ty chuyên thiết kế chip.
Trọng tâm của gói hỗ trợ là Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc sẽ thiết lập một chương trình hỗ trợ tài chính trị giá 12,5 tỷ đô la Mỹ dành riêng cho đầu tư cơ sở hạ tầng. Tại cuộc họp, Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi các bộ ngành liên quan đưa ra các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất chip hệ thống và gia công theo yêu cầu nhằm thu hẹp khoảng cách với các nước đi đầu trong lĩnh vực này và nâng cao hơn nữa vị thế của Hàn Quốc. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 24 tháng 5 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.